Tôi mua một cái tiết chế điện. Cái tiết chế điện này tôi mua trên Lazada. Có công suất 2000W. Tiết chế điện 220 xuống hiệu điện thế dưới 220 để lắp vào cái đoàn tàu của trẻ em vui chơi. Giờ tôi mở ra tôi xem nhé, bên trong như thế nào. Cái này nhỏ thôi. Thì là một module, bây giờ là một module à. Về là sẽ phải làm một cái hộp. Mạch là rất là đơn giản. Mạch rất đơn giản. Trong này có một cái chiết áp, một chiết áp, một con đèn công suất, một cái điện trở, 1, 2, 3 cái điện trở. Hai tụ và một con chờ và hai con nhịp chờ biến đổi cọc nối bên vào bên ra, bên vào bên ra. Mạch thiết kế rất nhỏ gọn như thế này, không biết có điều chỉnh công suất liệu có đủ được không. Nếu theo giới thiệu của nhà bán hàng thì cái này chịu được công suất 2000W, điện 220. Nếu mà trên cái chỉ số như vậy thì nó sẽ chịu được cái cường độ dòng điện khoảng 17 18A. Khoảng 7 8A thôi. 220 10 8A. Chịu được 8A. Không biết liệu có được không. Rồi, bây giờ tôi sẽ thiết kế một cái hộp. Cái này phải thiết kế một cái hộp để đựng bo mạch. Thiết kế một cái hộp này và một cái quạt, và một cái quạt để tản nhiệt cho nó.
Trời ơi.